Tờ cái 99 loại gì nè? Tập 1 bốn mười lên phone bộ này, dự phòng 1 tờ nhé. Chị mà hắn đi, chị mất ở trùng phong tỏa hết tinh thần rồi. Nhưng mà hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lực lớn hạt nguyên thủy cô độc mà hắn đã nhận ra mới khiến cho phong tỏa tinh thần bị ăn mòn. Cố người trên đã. Sau sự kiện trên đảo Hương Tiêu thì tổ chức tài quyết ở Tứ Hải cũng đã coi như là ai cũng biết. Có nhiều người muốn gia nhập vào tổ chức tài quyết hơn. Đáng tiếc là 36 cái tên vị chờ sao có hạn. Vậy nên mới có người đang chú ý lên người của tiền gia rồi. Chắc hẳn là những gì nàng giả đó đổ về tiền gia, trong đó lại không thiếu những gián điệp có ý đồ riêng. Tôi tin tiền gia có cách để giải quyết của mình. Đã đến lúc quay về thành phố Lộc Cảng xem sao rồi. Thành phố Lộc Cảng, hơi thở của thành phố đã lâu rồi không gặp. Nhân cơ hội này mình sẽ nâng cấp năng lực khống chế kim loại cấp S lên 2S. Bây giờ có 36 người làm công, mà đơn vị năng lực tối cũng là vô cùng dồi dào. Cấp 2S đã biến thành màu xám. Dì nàng, giới thiệu dì nàng khống chế kim loại, phạm vi khống chế 3 vạn mét, trọng lượng 100 tấn, kỹ năng, thân tạo kim loại nén cao, có uy năng khủng khiếp, đánh giá cấp 2S, tầm dài, dường như có liên quan tới quy tắc sâu kín. Thần tạo kim loại, cái tên nghe cũng quách đi chưa. Cứu mạng quý. Ý da, dị thú cấp S, hắc dạ ma hồ. Cảnh báo, xuất hiện tai họa cấp S, mời anh hùng cấp A trở lên đến thành phố Làng Hòa chi viện. Hả, vậy mà mình vẫn chưa chết ư? Chuẩn bị lên. Lên phòng live stream. Mỗi lần dị thú cấp S xuất hiện đều có nghĩa là tai họa cực lớn. Mà anh hùng cấp S là cuồng là ở gần nhất thì phải 2 tiếng nữa thì mới đến được đây. Liệu bọn họ có thể chống đỡ đến khi các anh hùng cấp S đến hay không đây? Cẩn thận, mau lên, cơ hội tốt. Ây da, cô nhóc Lý Tử Điềm này, trên người là cái bí mật gì nặng của cô ấy đã đến cấp S rồi, đột phá trình độ tầng 2 cấp. Nhìn từ kết quả quét bằng tinh thần lực thì thực lực của cô ấy mà tăng đến cái trình độ này trong thời gian ngắn, thú gì mà. Trước mắt thì tên thành phố Làng Hòa lại không có tường vong. Dựa vào thông tin dân số thì chúng tôi được cung cấp thì hình như là có một người bị ẩn, dùng đĩa ném kim loại giúp bọn họ rời khỏi hiện trường. Ở đây lão có sở trường dùng kim loại, không phải là đại lão dầu kê quay về rồi đi chứ? Đại lão dầu kê, chúng tôi nhớ anh quá. Dầu kê, thật sự là đại lão dầu kiều. Đại lão dầu kê đã quay về rồi sao? Đây là thứ gì vậy? Phá động dị năng hắc dạ bào áp. Băng sơn tiễn thần, hãy cố lên. Nữ y Lý Tử Điềm anh dũng, bắn cho dị thú thần phá nữa đi. Còn dù hết mình luôn, đừng có giới dự, đánh chết nó đi. Ma hồ hắc dạ vô ấn mình trong bóng tối, đồng thời lại có thể mượn ưu thế bóng tối để né tránh bất kỳ một đòn tấn công nào. E rằng lần này sẽ khiến cho Lý Tử Điềm có ngắm chuẩn. Nhìn lên đi, mau nhắm trúng nó. Trúng rồi. Ây da, trời nuôi à, xin lỗi, trước lúc chết thì con vẫn không để cho hai cha con nhìn nhận nhau. Nghiệt súc, ai ai đang bắn ta? Ôi cha nuôi, à không, cha ruột của mình đã đến cứu mình rồi. Dù cơ đại nhân đã đến đến rồi kìa, đại bốt. Bọn tôi nhớ anh quá. Cô là Lứa Tư Điềm đúng chưa? Cô khai lắm. Tây phòng đại chim Tiêu Lâm à, hôm nay cô đến là để thông tin về viên kim thuộc phi bàn, có người vô cùng quan trọng.
Cảm ơn trưởng nhóm các. Đã khen, không còn việc gì nữa thì tôi về trước đi. À con đã này Tuyết. Tiêu Lâm, gần đây cô thể hiện rất là tốt. Ta tin rằng chỉ có thể làm bình luận viên trong tiết mục chủ chốt nhìn thôi. À cảm ơn trưởng nhóm. Cảm ơn miệng thì không sao là được rồi. Hay là chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. À, thật là ngại quá, tôi hôm nay ấy là không được rồi. Tôi và bạn gái của tôi đã có hẹn rồi. Sao anh lại tới đây? Anh đến đón em tan làm đi thôi. Ừ. Sao anh quay về chẳng nói với em thế nào? Muốn cho em bất ngờ đấy. Lần này về anh ở lại với em được bao lâu? Yên tâm đi, lần này sẽ ở lại một khoảng thời gian với em. Tốt quá rồi vì chúng ta đến quán Nhật mới khai trường ăn đi. Em mãi muốn dẫn anh đi đấy. Này Tuyết, dân để phần thần này của anh ở cùng em vậy? Tại văn phòng. Cha nội, con sắp nhớ cha chết mất rồi. À Nguyên à, con muốn đến Tây Hải khám phá một chuyến không? Ừ, Tây Hải. Đúng thế, khu vực Tây Hải đó mới chính là nơi cao thủ này sống. À Nguyên, con nghĩ sao? Ôi, cảm ơn cha nuôi đã nuôi dưỡng. Giữa chúng ta có con lời nói này sao? Nhưng mà hiện giờ có bọn dì nàng của con e là khó có thể phát huy. Thế này đi, ta chỉ một phần hàng mức vậy của ta cho con. Đủ để cho con đổi lấy một lọ dung dịch dì nàng cấp S. À Nguyên nè, con muốn đuổi dì nàng cấp S sao? À S nào đây? Kỳ lân điện. Huyết mạch người sói cấp S ạ. Con nghĩ kỳ rồi, vòng lưới rộng không bằng là đào giếng sâu. Con muốn phát huy huyết mạch người sói đến cực đỉnh. Tốt lắm, ta đánh giá cao về con. Ngoài việc cho con dung dịch dị năng ra, thì con nhớ lời lúc trước của ta nói với con không? Lẽ nào cha nuôi muốn nhìn nhẫn mình rượu? Đúng vậy, tin tức của vị khờ mộc làng là của con. Xem ra là khi kiểm soát hoàn toàn tổ chức tài quyết thì mới là lúc để cha hai cho con mình nhìn nhẫn mặt nhau thôi. Cảm ơn cha nuôi đã nuôi dưỡng. Cha cứ yên tâm đi, ngày hôm đó thì sẽ không còn xa nữa đâu. Ta thực sự rất tò mò, tên nhóc này rốt cuộc là chúa cái thứ gì ở trong đầu nữa. Khô Mộc Làng lệ thuộc vào Bạch Hữu Điện, còn sắp sửa đi cùng với Tật Nguyệt ô chinh chiến vùng biển liền mình phía Tây. Xử lý xong việc bên này thì đi theo ta đến Tây Hải đi. Ý cha nuôi đi đâu rồi? Ai xem ra đã đến lúc Lô Nguyên mình phải mở ra chi nhánh chinh chiến mới rồi. Cha nuôi cha yên tâm đi, tổ chức tài quyết rốt cuộc cũng sẽ trở thành thứ nằm ở trong tí túi của hai người, hai cha cậu chúng ta thôi. Xì, ai đã nhớ nhung mình gì ta? Trên sân thượng, 5554, 5555. Trên người hắn ta có hơi thở gần giống với thủ lĩnh. Chào thủ lĩnh. Nghe nói cậu đã được hạng nhất tại đại hội dị năng à? Cậu nhận được thư mời chinh chiến của Hiệp hội Anh hùng chưa? Lý Tử Điềm, Là Tú, Áo Siêu, Hoàng Cẩu đều đã nhận được thư mời chinh chiến của Hiệp hội Anh hùng. Cậu có hiểu rõ về Lý Tử Điềm không? Từng ăn cơm cùng nhau, cũng không phải là quá quen biết. Cô ta có thói quen gì đặc biệt gì không? Đàn chị thích ngồi thiền trầm tư. Trầm tư? Lẽ nào Lý Tử Điềm đánh đấm lộn xạ, tình cờ giác ngộ được cái phương pháp thiền nào sao? Mình phải tìm hiểu cô gái này mới được. Ta còn có việc đi trước đây, cậu tiếp tục tu luyện đi. Ừ, rồi sẽ có một ngày mình trở thành công cụ mạnh nhất trong tay thủ lĩnh. Hôm nay bị gì vậy chứ? Lẽ nào là muốn cám rượu? Công viên trong rừng thành phố Lộc Cảng. Đúng là pháp trầm tư. Chà trách cô lại có thể nâng cấp lên cấp S trong thời gian ngắn tới gì thế. Lời. Giờ đi. À đừng sợ, tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn giao dịch với cô thôi. Giao dịch gì? Đương nhiên là bí mật để cô mạnh lên nhanh chóng. Quả nhiên là bị phát hiện rồi sao? Để trao đổi, tôi có thể khiến cho cô trở thành cao thủ cấp SS, cũng có thể giúp cho cô được
hưởng sự bảo vệ trọn đời của tổ chức tài quyết. Hoặc là tôi có thể cho cô tiền tài mãi mãi không bao giờ tiêu hết. Trên cấp S là cấp 2S sao? Có thể gọi được gọi là bậc 3. Nếu như tổ chức của anh đã sở hữu phương pháp giúp người ta trở thành nhà dị năng cấp 2S, thì tại sao cô muốn biết bí mật khiến cho tôi mạnh lên làm cái gì chứ? Kỹ thuật dung dịch dùng dị năng chỉ có thể giúp cho một số ít người mạnh lên, nhưng mà tăng sức mạnh tổng thể của nhân loại mới là mục đích cuối cùng của tổ chức chúng tôi. Anh nói thật chưa? Tất nhiên. Được rồi. Tôi tình cờ phát hiện trong dị năng hộ hồn khí của tôi có một kỹ năng là thiền định. Nó có thể tăng cấp bậc dị năng trong thời gian ngắn. Nhưng mà phép thiền định liệt mà là do tôi tạo ra lại không có tính phổ phát. Nó chỉ có thể sử dụng khớp với dị năng của tôi. Kỳ Loan Điện, đây là phép thiền định sao? Không ngờ lại từ cấp F mà đột phá lên cấp được nhanh như thế. Mình đã quen với cái vị tiêu hóa lượng lớn, ám năng lượng. Phép thiền định đối với mình mà nói là có hiệu quả quá thấp. Ý cô là nó chỉ có thể cường hóa một dị năng riêng lẻ ư? Ừ, là như vậy đấy. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ còn có phép thiền định liệt mà, thì sao chép dị năng của Lý Tự Điềm hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân lớn mạnh. Điều anh vừa nói con tính này không? Tôi chọn sự bảo vệ của tổ chức tài quyết. Này. Đương nhiên. Cầm lấy đi. Đây là tin tức về của chủ tước Điền. Mà Trương Nguyệt Lộc đại nhận chủ tước sẽ đến cứu cô kịp lúc. Đúng rồi. Tôi nói rõ trước, phép tiền đề này tôi rất có khả năng là chỉ hiệu quả với mỗi một mình tôi thôi. Chỉ còn thu nhập đủ nhân tự dị năng của cô, làm dục dung dịch dị năng, để dung dịch dị năng bàn cho con người dị năng liệt mà cùng, thì vấn đề sẽ được giải quyết rồi. Thu thập phần tử dị năng có ảnh hưởng gì tới cơ thể của tôi không? Đương nhiên là không rồi, chỉ còn 2 đến 3 phút là xong. Nhớ kỹ, đừng có suy nghĩ phản kháng tôi. Ừ, được rồi. Hả? Xong rồi, sao nhanh như thế? Ây da, lời này của cô nghe kỳ lắm đấy nha. Kỳ Lân Điện, năng lượng khí, hòa tính, ma lực chỉ có thực sự khác biệt về cách gọi, vì bản chất thì đều giống nhau. Trần bắn cùng. Hả? Thế này là được sao? Tại khu vực của Tư Hải, nhiều con giả như vậy sao? Đây chính là Tư Hải. Ở đây là vòng tiến M05 của chuỗi hòn đảo thứ 7 trên vùng biển liền mình tự do, là địa bàn mà tổ chức bắt đầu đóng quân tại đây không lâu. Điều chỉnh trạng thái một chút đi, đưa thiệt tà đi gặp các thành viên trong tổ chức. Khu đến bến cảng của phòng tuyến B06 chuỗi hòn đảo thứ 7, bái kiến đại nhân dầu kia. Lần này ta đến đây là để dẫn Khoa Mộc Làng đến đây. Sau này nhớ cái gì hãy chăm sóc cho đứa con nuôi không ra hồn này của ta rồi. Chào mọi người, tôi là Khô Mộc Làng, mong mọi người chịu cố. Chào mừng đến với Tứ Hải Lầu Nguyện Quân Đệ. Cha nuôi à, anh ấy nói tên của con ra như thế có sao không? Yên tâm đi, tất nguyệt ô đích thần là ta đề bạc. Trước khi con tới thì ta đã cỡ một lượt tình báo của con cho nguyệt ô rồi. Đồng thời phòng tiến B05 là do Tất Nguyệt Ô phụ trách, cũng là ý của tổ chức. Việc ta đưa con đến đây cũng phải bàn bạc với cậu ta. Xem ra mối quan hệ giữa cha nuôi và Tất Nguyệt Ô không quá hòa thuận. Lẽ ra tí tướng Tất Nguyệt Ô này trưởng thành một đủ lòng đầu cánh rồi, nếu như không muốn cha nuôi kiểm soát. Nhất định là như vậy rồi, chả trách cha nuôi lại vội vàng đưa mình tới đây. Thì ra là quân cờ trong tay cha nuôi sắp mất khống chế rồi. Quá nhiên người mà cha nuôi có thể tin tưởng chỉ có thể mình là mình thôi. Cha nuôi cứ yên tâm đi ạ. Nhất mạch dầu kề chúng ta ác hẳn chỉ kiểm soát lại được. Con hiểu mà. Cái này nó có chất là nó hiểu không vị trời. Mình thật sự yên tâm được gì không đây? Tiền lão già, từ chúng ta hãy nói chuyện một chút đi. Giàn tiếp khách
quốc phòng chỉ huy. Tiền lão, tổ chức chúng ta quyết định lần này là một thử nghiệm. Không biết là tiền già có hứng thú tham gia không? Cậu cứ nói đi. Ngài có từng nghe qua phương pháp minh tượng pháp chưa? Tổ chức cậu không lẽ có cả minh tượng pháp ư? Xem ra, ngài cũng có chút hiểu biết về minh tượng pháp nhỉ? Tôi biết về minh tượng pháp đều là từ bên trong đứa con trai tiên hậu khuyết. Đó là thứ mà cường giả đỉnh cao nhất của loài người mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng mà minh tượng pháp là cường giả loài người sở hữu thứ khác, hoàn toàn với minh tượng pháp mà người gì giới sở hữu. Lúc trước, hoàn toàn không hệ thống lại được. Hiện tại tổ chức chúng tôi lại có một minh tượng pháp của liệp mệnh tượng pháp, lại có thể giúp cho người bình thường tu luyện ra dị năng. Để tăng cường hiệu quả tu luyện, chúng tôi còn dự định cung cấp một lô dược tề phối hợp với dị năng cấp thấp. Hành động của tổ chức dị năng ra là đang tạo phúc cho loài người. Tiên mổ tạ có thể giúp được cái gì cho tổ chức không? Lô thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi có 100 chàng trai cô gái tốt. Tốt nhất là người có tính cách kiên cường, chịu được khổ. Yên tâm, lô ta chọn học đồ chế tạo ra trang bị đã có kinh nghiệm, một tuần là đủ rồi. Vậy thì địa điểm ở đâu? Ở đảo Hương Tiêu đi, một tuần sau chúng ta gặp nhau ở đấy. Trên bản gì mà anh đưa cho tôi nghiên cứu có được vài đầu mối. Thiên Cung Vân Định. À, nói đi. Tôi phát hiện ra lúc anh quan tưởng trên bản chìm thì tần suất tinh thần cũng sẽ theo đó mà xảy ra thay đổi. Việc thay đổi dẫn tới năng lượng bơm túi có thể là bị hút vào trong cơ thể. Thông qua quan tưởng bức tranh thì năng lượng bơm túi bị hấp thụ và khối năng lượng bơm túi có vài thuộc tính khác biệt. Tạm thời gọi nó là năng lượng liệp ma đi. Mà năng lượng liệp ma sau khi tiến vào cơ thể dựa theo con đường đã định mà vận hành, sau khi tăng cường dị năng, phần lớn phát tán ra ngoài cơ thể và biến về năng lượng bơm túi không tụ tính. Trên bắn chìm lại có thể khiến cho tinh thần điều chỉnh tần suất hấp thụ năng lượng bơm túi, lại còn có thể chuyển hóa năng lượng bơm túi trong cơ thể này thành năng lượng đặc biệt tương ứng với dị năng yêu cầu. Vì nên quan tưởng bức tranh có tác dụng không thể thay thế, nhưng mà tinh thần lực của Lý Tự Diễm lại có thể vẽ đồ theo quan tưởng bức tranh. Sợ rằng tôi vẫn là nên tự mình phóng ra một bức tranh mới được. Tập trung tinh thần lực. Trình bắn chim trực tiếp kéo những người thí nghiệm vào trong không gian vân đỉnh, lĩnh ngộ quan tưởng bức tranh này, liệu có phải tốt hơn hay không? Thứ này có chút mùi vị giống với đạo trường trong truyền thuyết Viên Cổ quá rồi. Nhóm người này sẽ dưới trướng thống xoáy của Kỳ Lân Điện có tên là Yếu Đội Liệp Ma. Mấy người đến đăng ký yếu tố dị năng sau. Sát khí bên người Thiên Hành Tình quá nặng, e rằng là vừa chiến trường đến đây. Các người đều là người có tài quý sao? Vô cổ tên này là ai vậy? Thu hạ của cậu ta lại đeo mặt nạ thiên khôi tên kìa. Đấy chẳng phải là cái mặt nạ bị cường giả từ liệt nhiếp tiểu hoàng cướp đi hay sao? Mọi người đều đã đến đây rồi à? Dầu cờ, ta quyết lại phải anh lấy yếu tố gì nàng sao? Thì đó là người quen cũ, Ma Long. Đã lâu không gặp. Tôi hiện tại đã sở hữu nền tảng giống anh rồi. Chỉ có một ngày tôi sẽ vượt mặt anh. Người mấy cũng có lỗi giác ngộ như vậy sao? À, ta đi cậu vừa qua ta. Vậy thì bắt đầu thu thập yếu tố dị năng từ cậu đi. Thả lỏng cậu bắp đi. Tinh thần đừng có cự kháng cự ta. Mình nhất định phải làm rõ nguyên nhân. Lý thu thập nguyên tố dị năng này rốt cuộc là cái gì? Xong rồi. Hả? Ở thế đã xong rồi á? Chẳng lẽ cậu tưởng ta thu thập chút yếu tố dị năng còn phải lột và rút gân cậu hay sao? Chuyện gì thế này? Không phải đang thu thập yếu tố gì năng sao? Mình chẳng cảm nhận được cái quá gì hết. Người tiếp theo nhất định phải cảm nhận được mới được. Tiếp tục đi. Phải thiệt tập trung cao độ mới được. Được rồi, nhiệm vụ thu thập lần này đã hoàn thành. Sau khi tổ chức chế tài dược tề dị năng loại thăng cấp,
thì sẽ thông qua vòng xoáy hừa giới gửi đến tỳ rời đi. À, các hạ dầu cờ xin hãy đợi một chút. Tây Hà Mậu Hạm muốn hỏi về một số tư liệu đã nghiên cứu ra trên phương diện yếu tố dị năng. Là công tử của Phong Thần à? Rất là xin lỗi nhé. Yếu tố dị năng có liên quan tới kỹ thuật chế tác được giữa tề dị năng, không thể nói cho cậu biết được. Vì tôi lấy danh tiếng của gia tộc Âu Dương ra để đảm bảo, sau khi tôi xem xong tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ hai. Các hạ dầu cờ phía bên tôi có tình báo bảo mật cấp cao, có thể trao đổi công bằng với anh. Vậy tiểu huynh đệ Âu Dương muốn tư liệu nghiên cứu của yếu tố dị năng để làm cái gì? Dầu cơ các hạ có điểm biết chung của những đại lão trước tự liệt là gì không? Bọn họ đều đã lĩnh ngộ được một thứ tương tự như là minh tường pháp. Và đấy được gọi là đạo ở trong giới cường giả đỉnh cao. Đồng thời đạo của mỗi cường giả bước ra đều hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, có muốn thông qua tư liệu nghiên cứu yếu tố dị năng của tổ chức chúng tôi để phát hiện ra đạo của bản thân. Nếu như cậu chỉ là muốn đột phá trên mình tượng pháp, thì ta có thể giúp cậu chút ít ý. Những ngày này tổ chức sẽ làm thí nghiệm mình tượng pháp trên đảo Hường Tiêu. Bọn ta đã đặt tên là Liệp Ma Tượng Pháp. Ôi tạ ơn dầu cơ đại nhân. Adeka tổ chức các cô anh muốn báo tin tiết về mặt nào? Tôi biết gì sẽ nói ra hết, không giấu giếm nữa lời. Tiếu huynh đệ à, Âu Dương, chúng ta tìm một nơi vừa trò chuyện vừa uống trà nhé. Huynh trưởng đã mời thì tôi nào dám bất tuân. Thì tôi nói nè, hai người không dẫn tôi theo với sao? 145.